Đó thì bây giờ mình cách ly dàn kem, tại vì dàn kem nặng nhất các bạn, thì mình mua tặng cho dàn kem cái áo cũng mắc tiền, chứ giờ mai không kịp rồi, nó lạnh rồi. Đó thì mình kê nó cũng kín đáo dữ dằn lắm mà, tại gió các bạn. Đó rồi cái tiếng mà tiếng thét của tiếng đội ra của thằng Ruby các bạn. Đó, còn mẹ mặt với kim cương thì mình cũng nhốt trong chuồng này. Còn mẹ gấu vàng thì không có nhốt trong chuồng sau được, tại vì mẹ gấu vàng nhốt trong chuồng sau là bị nó tẹt thật các bạn, tiếu vậy đó. Thì mấy mẹ con ở chung, mấy mẹ con ở chung thì mình cho ở trong nhà. Đó thì bây giờ xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Đó thì cảm ơn các bạn đã quan tâm. Thì cái mùa này chuyển mùa nên tụi nó bệnh nhiều quá các bạn, nên mình còn bệnh mà. Nói chung mẹ mặt hởm ho giờ cũng đỡ rồi. Thì đang chuẩn bị may đồ. Nói chung là mình là dân may đồ các bạn. Nè, mới mua một đống vải, người ta cắt lỗi cái áo các bạn. Đó, cái mình nhập đôi lại mình thành cái áo à. Thì đứa nào mập, đứa nào lớn thì mình mai lớn. Đó thì mình phét hai tay cái chọt vô là ấm à. Đó thì mình nghĩ vậy, nên mình mua một bao luôn. Thì tăng cường lên. Hai mẹ con cho đó đi, trời trong cho nó ấm hiểm kìa. Mền đen 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 là cái mền đó các bạn, mền nhiều lắm, 3-4 cái luôn. Nói chung chỗ nào cũng có mền hết á. Thì chiều tụi nó vô ngủ nghỉ hết rồi, không có đứa nào ở ngoài sân á. Bách Hợp với Đu La với mẹ vàng là tối cũng vô nhà đóng cửa lại luôn. Cái gì tính đòi đổi cái điện thoại ta. Buổi chiều đây anh Ròm các bạn, anh Ròm phóng lên nè. Ròm khỏe rồi, hổm khọt khẹt giờ chích mấy bữa liên tục rồi uống thuốc hết liều luôn rồi, giờ khỏe. Đây hút kia nè các bạn. Đó. Phóc với thằng cò cái màu lông giống nhau. Anh Lu chạy nghiêu ngao rồi kìa. Đó các bạn, thì hổm mình mới dọn cái sân cũng đỡ đỡ rong, nhưng mà cái tới mùa nắng hay đỡ, tới mùa mưa cái tự nhiên nó rong dữ. Còn dưới tán cây cốc á nó rong. Mà bây giờ không lẽ bỏ cây cốc thì uổng, nói chung là nắng cũng dữ, cũng thở không nổi. Nói chung là cũng khó chịu. Mình cũng có che cái tấm lưới che nắng đó các bạn. Đó, bự lắm á, 10 mét vuông á. Nhiều ngao vậy các bạn. Đó, chúng còn trong chuồng mình che chắn kỹ lưỡng, tụi nó nằm trong đó đó. Đó, mẹ mình đang chuẩn bị thức ăn cho đàn chó buổi chiều. Đó, Bách Hợp với Đô La đang ngồi, nó ngồi chờ. Rồi, xô nước lúc nào cũng có đầy nước hết. Đó, tết tới trước sân nhà là các bạn. Đó. Con dép con đâu, con mang chân không, cát không, rồi hỏi nó ai biết luôn. Đó, tặng các bạn những đóa hoa hồng của mình tự trồng nè. Buổi chiều tàn rồi.
chuẩn bị mình quay xong cái clip này mình đi làm các bạn. Ok, thằng con mình dọc nó dàn kem hay đòi đi ra. Ra gì con? Đưa cái mỏ ra cưng ghê không? Đưa cái mỏ ra cưng ghê. Ở trong đó đây. Trời có áo đẹp quá chừng ta. Trời ơi, ôi cưng. Ôi cái bà này cũng có áo đẹp nữa nè các bạn. Đó, cái dừa. Bích hợp chặt hả? Bích hợp chặt thì thôi, bích hợp lớn rồi. Để mai cha nhờ mà cha nhờ vợ của cha mai đồ cho tụi con mặc nha. Ngày mai chủ nhật mình đem một cục vải về mai đồ. Đây. Đi mai đi mượn cục vải này là mai là dư sức luôn. Đóng luôn. Là đưa mượn vợ mình đi mượn cái máy may mai của bà chị vợ các bạn. Cái áo cũ của nít nó bự dữ lắm. Áo của chó hả? Áo của chó mắc tiền lắm, ai mua nổi. Cái áo này gần 100.000 đó. Trời giờ may như cái bao mà loại nhỏ vậy đó, cái mình phát hai lỗ cái mình chồng cái hai tay vô là được à. Nè, đó bác thợ trang vậy đó đó. Lấy cái áo đó xong nhìn theo cái áo rồi mày. Có cái đứa chết thèm các bạn ơi. Nó nhỏ dãi ra cả trời ơi. Còn đó chị ăn với ăn xong cái đi phá chỗ này phá chỗ kia với ngủ thôi chứ làm cái gì. Về nhiệm vụ của con như đó thôi, con làm cái gì? Con còn nhỏ mà mọi người. Con còn nhỏ người. Con có con chiếc à. Có bàn tay của con khổng lồ luôn à. Bằng chân, nhất là bằng chân. Con bảy móng rồi nha, đừng giỡn với con nha. Con gái vậy mà bảy móng, bằng chân như bằng tay gấu vậy đó. Còn mẹ mình nói bách hợp bây giờ mặc chặt cái áo rồi nè, đừng giỡn nha, tôi lớn rồi đó. Không phải bụng bự nha. Bụng nhăn nha. Bụng có muối đàng hoàng. Bụng có muối đó chứ không phải là bụng ốm đâu. Hả à, con dơ nghỉ đây. Trời ơi giờ này mà còn chơi cát các bạn ơi. Lấy cuốc luôn kìa. Coi kìa kìa. Trời ơi tội nghiệp á. Buồn. Buồn vì ai bỗng nhiên xa vắng. Ráng một tuần nữa đi rồi cha thả ra. Cưng lắm. Tách ra. Trời ơi hổm lại chích cả tuần nay mà vẫn mặt mà tốn dữ lắm rồi đó. Mặt cưng cưng rồi đó. Hổm mặt rủ rượi buồn buồn. Yêu cầu tất cả quần chúng là tối vô mùng mà chiếu gói cho chóng văn mùng ngủ nha. Ngủ ngoài sương ngoài gió không là đổ thừa tôi nha. Thôi xin dừng video tôi đây các bạn. Thôi xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm giúp đỡ các bé thì mình sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho tụi nó tốt hơn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại. É gì? Thôi đi.